Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới còn thói quen sử dụng thịt nóng. Tuy nhiên, tiêu thụ thịt mát lại là xu hướng phát triển của ngành công nghiệp giết mổ, chế biến thịt trên thế giới theo nguyên tắc nhanh, lạnh, sạch. Hiện Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trên thế giới còn thói quen sử dụng thịt nóng ngay sau khi giết mổ, được bày bán ở các chợ truyền thống là chủ yếu, chiếm 80% thị phần. Thịt được bày bán tại các chợ truyền thống rất khó kiểm soát và đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong khi đó, hầu hết các nước phát triển đều giết mổ công nghiệp. Thịt sau khi giết mổ làm mát mới đưa ra thị trường tiêu thụ. Thịt mát đang là sản phẩm được tiêu thụ tại nhiều thị trường như là EU và Mỹ. Trong tương lai, thịt mát cũng là xu hướng phát triển của nền công nghiệp giết mổ, chế biến thịt cũng như xu hướng tiêu dùng mới tại Việt Nam. Chính nhờ áp dụng nguyên tắc nhanh, lạnh, sạch trong cả chuỗi, từ việc giết mổ nhanh nhất có thể, rồi đưa vào làm lạnh ngay và tất cả các bề mặt tiếp xúc, từ con người, dao thớt cho đến mặt bàn, đều phải vệ sinh sạch sẽ để tránh ô nhiễm vi sinh, nên chất lượng thịt vẫn giữ nguyên từ 7 đến 15 ngày. Gần đây, có nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn đã đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi giết mổ quy mô lớn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Điển hình là nhà máy Biển Đông DHS tại Nam Định, với dây chuyền giết mổ tự động đồng bộ được nhập khẩu từ Hàn Quốc và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá là hiện đại bậc nhất cả về quy mô và công nghệ, đảm bảo những tiêu chuẩn trong nước và quốc tế về vấn đề sản phẩm sạch, an toàn, truy xuất nguồn gốc. Trong suốt thời gian qua, với việc đầu tư mô hình sản xuất kết hợp, chuỗi liên kết, doanh nghiệp đã tăng cường khả năng kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm thịt mát, đáp ứng các tiêu chí an toàn về kim loại nặng, dư lượng thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, vi sinh vật và ký sinh trùng. Doanh nghiệp chúng tôi cung cấp những cái sản phẩm thịt tươi ngon, không dịch bệnh, tuân thủ các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm bằng việc mình kiểm soát nghiêm ngặt cái chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, chỉ lấy những cái nguyên liệu từ các cái trang trại chăn nuôi có chứng nhận Việt Gap, Global Gap và những trang trại mà được phê duyệt. Nhà máy áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng hướng đến lấy chứng nhận tiêu chuẩn an toàn thực phẩm toàn cầu BSC, mục tiêu tính đến cuối năm 2022 là sản lượng của chúng tôi sẽ đạt được 1.300 tấn thịt heo trên một tháng. Khách hàng mục tiêu của chúng tôi nó là hệ thống nhà hàng, khách sạn, siêu thị và chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh. Tham gia các chương trình xúc tiến thương mại để đưa thịt lợn đảm bảo an toàn được giết mổ tại nhà máy tới các siêu thị, các chợ cũng như là các kênh phân phối trên toàn tỉnh cũng như là các thị trường ở trong nước. Thông qua các cái cuộc xúc tiến thương mại của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với các tỉnh bạn. Và chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ để xây dựng cái mối liên kết bền vững, tức là bền vững giữa người chăn nuôi, nhà máy giết mổ và các cái thương nhân tiêu thụ cũng như là người tiêu dùng. Doanh nghiệp hiện cũng đang cùng các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương từng bước xóa bỏ việc giết mổ tự do, kiểm soát thú y chặt chẽ, để người dân địa phương và các tỉnh lân cận có cơ hội sử dụng thịt sạch, thịt an toàn trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng phức tạp.